Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Mọt Trí Thức. Các bạn thân mến, ngày hôm nay của các bạn thế nào rồi? Còn gia đình nhà Mọt thì đang vô cùng là háo hức vì sắp sửa được chia sẻ cho các bạn về một chủ đề mà nhà Mọt tin chắc rằng vô cùng là thú vị đấy. Và đó chính là vùng đất kỳ lạ nhất trên thế giới này. Và ngày hôm nay, hãy cùng với Mọt được tìm hiểu xem những vùng đất bí ẩn đó là gì nhé. Và chúng ta cùng bắt đầu ngay nào. Đầu tiên, đó là Tam giác quỷ Bermuda. Tam giác quỷ Bermuda, vùng biển rộng khoảng 500.000 dặm vuông nằm trong Đại Tây Dương, có lẽ là nơi bí ẩn nổi tiếng nhất trên thế giới. Sở dĩ khu vực này trở nên nổi tiếng đến như vậy là do sự mất tích bí ẩn của hơn 20 máy bay và 50 tàu thuyền trong hoạt động tại đây. Có nhiều giả thuyết đã được đưa ra, nhưng nguyên nhân chính xác của những vụ mất tích bí ẩn này vẫn chưa được xác định. Mặc dù hàng ngày, các tàu thuyền vẫn có thể đi qua khu vực này một cách khá dễ dàng với số lượng tàu, máy bay bị mất tích rất ít so với tổng số tàu thuyền, máy bay đi lại qua đây. Nhưng những vụ tai nạn bí ẩn tại Bermuda vẫn luôn thu hút được trí tưởng tượng của rất nhiều người. Chính vì lẽ đó, Bermuda đã ngày càng trở nên nổi tiếng hơn và trở thành chủ đề khai thác bất tận của báo chí, điện ảnh và văn học. 2. Rừng cong ở Ba Lan. Tại Ba Lan, có một khu rừng kỳ dị với cái tên cũng không kém độc đáo, đó chính là rừng cong. Khu rừng có khoảng 400 cây, nhưng chẳng cây nào thẳng cả, mà tất cả đều bị uốn cong ở phía gốc. Đặc biệt, chúng đều cong về phía bắc, như thể có một sức hút bí ẩn nào đó đang phát ra từ phía này của khu rừng. Có nhiều giả thuyết đã được đưa ra, như do sự tác động của con người từ thời vừa trong rừng, do xe tăng từ hồi chiến tranh, hay thậm chí là do bão tuyết. Và nhiều người còn đồn đoán rằng đằng sau khu rừng cong này là một thế lực siêu nhiên nào đó và đi kèm theo đó là những câu chuyện, những lời đồn về thần thánh và ma quỷ xung quanh nơi này. Nhưng cho đến hiện nay, tất cả cũng chỉ là giả thuyết mà thôi. Và bí mật đằng sau khu rừng cong này thì vẫn đang là một dấu hỏi cực kỳ lớn mà các nhà khoa học vẫn đang cố gắng để tìm hiểu và khám phá. 3. Vùng im lặng ở Mexico. Nằm ở tiểu bang Durango, Mexico, vùng im lặng hay còn được gọi là Silent Zone được phi công Francisco Sarabia phát hiện lần đầu tiên vào năm 1930. Tại khu vực này, tất cả các tín hiệu vô tuyến, sóng ngắn, sóng điện thoại hay tín hiệu vệ tinh đều không thể nào xâm nhập được. Và không những vậy, nơi đây cũng không có bất cứ dấu hiệu nào về sự sống của con người mà chỉ có một số loài bò sát hay thực vật sinh trưởng mà thôi. Trước những bí ẩn về vùng im lặng này, các nhà khoa học đã cố gắng vào cuộc để tìm hiểu nhằm tìm ra nguyên nhân gì đã xảy ra, gây nên tình trạng này. Trong lúc bí ẩn về vùng im lặng chưa được giải mã, thì một sự kiện kỳ lạ đã xảy ra. Đó là vào ngày 11 tháng 7 năm 1970, trong một vụ phóng thử của không quân Mỹ, tên lửa đã không rơi trúng vào địa điểm dự kiến mà vượt qua đó hàng nghìn km và hướng về phía vùng im lặng. Cho dù các chuyên gia hàng đầu đã vào cuộc, nhưng đến nay, vụ việc này vẫn đang là một bí ẩn. Ngoài sự kiện bí ẩn này, thì việc phát hiện ra rất nhiều thiên thạch bị hút vào như nam châm hay những ánh sáng dị thường và thậm chí là sự ghé thăm của người ngoài hành tinh do các nhân chứng đã kể lại càng khiến cho khu vùng im lặng này trở nên bí ẩn hơn rất nhiều. Thứ tư, cửa địa ngục, Turkmenistan. Gate to Hell hay còn được gọi là cửa địa ngục nằm giữa sa mạc Karakum, Turkmenistan, được tạo ra do sai lầm trong quá trình thăm dò địa chất vào năm 1971. Một giàn khoan đã vô tình đâm vào hang khí tự nhiên khổng lồ dưới lòng đất. Tuy không để lại thương vong về con người, nhưng toàn bộ phần mặt đất phía dưới của mũi khoan đã sụp đổ xuống và tạo thành hố khổng lồ có đường kính khoảng 70 mét. Các nhà địa chất đã cố tình đốt lửa lên trên miệng hố nhằm ngăn chặn sự lan rộng của khí mê tan. Họ nghĩ rằng miệng núi lửa sẽ chỉ cháy trong vài tuần, nhưng đám cháy này đã diễn ra không ngừng đến tận ngày nay. Tuy rằng không bí ẩn, nhưng cửa địa ngục đã khiến cho các nhà khoa học phải đau đầu vì không thể nào đưa ra chính xác thời điểm nó ngừng cháy. Chính điều đó đã khiến cho nó trở thành một địa điểm hấp dẫn cho những người ưa khám phá và mạo hiểm. 5. Đảo Phục Sinh, Chile. Đảo Phục Sinh,
theo tiếng bản địa là Rapa Nui, nằm ở phía nam Thái Bình Dương thuộc địa phận của đất nước Chile, mang tên Phục Sinh bởi nó được phát hiện trong đúng ngày lễ Phục Sinh vào năm 1722. Tuy rằng chỉ rộng 163,6 km2, nhưng Phục Sinh mang trong mình rất nhiều bí ẩn mà hiện nay thì vẫn chưa có lời giải đáp. Đó chính là những bức tượng khổng lồ, còn được gọi là moai, được làm từ đá núi lửa, nặng từ vài tấn đến vài trăm tấn, cao từ 2 cho đến 20 mét, có trên 6.000 năm tuổi. Đứng thành hàng hay nằm ngổn ngang ở khắp đảo là hệ thống ngôn ngữ của những cư dân sống trên đảo, khác xa so với những hệ thống chữ viết trên thế giới, và đặc biệt là sự biến mất hoàn toàn các cư dân sinh sống ở đây. Khi các nhà khảo cổ đến, trên đảo không có một loài vật nào ngoài chuột. Có rất nhiều giả thiết đã được các nhà khoa học đặt ra để lý giải về những bí ẩn đó, nhưng tất cả đều không có chứng cứ xác thực. Và vì lẽ đó mà đảo Phục Sinh vẫn tiếp tục sẽ là một trong những bí ẩn lớn nhất mà con người ta chưa thể khám phá nổi. Thứ 6, đó là thác Eternal Flame, Mỹ. Ở trong tự nhiên, nước vẫn luôn là khắc tinh của lửa, nhưng tại công viên Chestnut Ridge ở thành phố Buffalo, tiểu bang New York, Mỹ, các bạn sẽ được chứng kiến một điều hoàn toàn ngược lại. Đó chính là thác nước ngọn lửa vĩnh cửu, Eternal Flame Falls. Đây là một sự kết hợp tuyệt đẹp giữa lửa và nước, bất chấp quy luật của tự nhiên. Thực ra, ngọn lửa vĩnh cửu này là do khí mê tan thoát ra qua các vết nứt trên đá, một hiện tượng khá phổ biến trong tự nhiên, nhưng do cháy dưới dòng nước chảy xiết nên đã khiến cho Eternal Flame trở nên đặc biệt. Ngọn lửa đôi khi bị nước dập tắt và du khách sẽ phải dùng bật lửa để thắp lại nó. Tuy có thể giải thích được nguồn gốc, nhưng ngọn lửa vĩnh cửu vẫn luôn mang trong mình những bí ẩn của mình. Đó là ai là người đầu tiên thắp lên ngọn lửa này và tại sao ngọn lửa này lại có thể tồn tại khi xung quanh nó toàn là nước? 7. Đại Kim Tự Tháp Giza, Ai Cập. Đại Kim Tự Tháp Giza là công trình nhân tạo vĩ đại nhất mọi thời đại và chứa đựng trong mình rất nhiều những bí ẩn chưa có lời giải đáp. Ngày nay, sau rất nhiều nghiên cứu, các nhà khảo cổ và các kiến trúc sư vẫn phải bó tay chấm com khi tìm ra câu trả lời cho việc làm thế nào để có thể tạo ra và xếp chồng khoảng 2 triệu khối đá có khối lượng từ 2 đến 50 tấn để tạo thành một công trình có độ cao lên tới 146,5 mét. Tuy những khối đá này được xếp rất khít, đến mức khó có thể để một lưỡi dao hay một tờ giấy mỏng vào, nhưng chúng vẫn đủ để chịu đựng được sự giãn nhở nhiệt và thậm chí rằng là những trận động đất. Và mặc dù ở trên sa mạc, nhưng tại sao nhiệt độ bên trong của kim tự tháp này vẫn luôn được duy trì ở mức 20 độ C, đúng bằng nhiệt độ trung bình trên trái đất? Không chỉ các nhà khảo cổ, các kiến trúc sư, mà cả các nhà toán học, vật lý học hay thiên văn học cũng phải cúi đầu thán phục trước những thiết kế của Đại Kim Tự Tháp Giza khi nó được đặt ở một vị trí trung tâm thứ nhất của trái đất. Đó chính là giao điểm của đường kim tuyến và vĩ tuyến dài nhất, hay còn được gọi là đường xích đạo. Người ta còn phát hiện ra rằng Đại Kim Tự Tháp Giza nằm trên một đường thẳng với tam giác quỷ Bermuda và vùng im lặng ở Mexico. Khoa học hiện nay vẫn không thể nào giải thích nổi tại sao mà các kim tự tháp này lại có thể quay mặt về hướng Bắc một cách chính xác gần như tuyệt đối đến vậy, chính xác hơn cả đài thiên văn hoàng gia Greenwich của Anh. 8. Hồ Maracaibo, Venezuela. Hồ Maracaibo thuộc bang Zulia, Tây Bắc Venezuela, cũng là một trong những vùng đất bí ẩn nhất trên thế giới khi giữ kỷ lục cho số lần sét đánh tối đa trong một phút là khoảng 40 lần, tương đương với khoảng 1,2 triệu lần sét đánh trong một năm. Và điều kỳ lạ nhất đó là hiện tượng này chỉ xảy ra ở một địa điểm duy nhất. Chính vì chỉ đánh ở một địa điểm duy nhất nên những tia sét ở hồ Maracaibo còn được xem là ngọn hải đăng tự nhiên trong suốt 1.500 năm qua. Mặc dù thường xuyên bị thần thơ hỏi thăm, nhưng mà những cư dân ở đây lại rất tự hào về điều này. Theo họ, sét đã giúp cho họ có thể đánh bại một số quân đội xâm lược trong quá khứ. Và ở mặt khác, mật độ sét dày đặc còn tạo ra một nguồn phân đạm tự nhiên khiến cho mùa màng trở nên tươi tốt hơn. Và đây cũng là một điều thu hút khách du lịch ưa khám phá đến vùng đất này. 9. Đường đua ở vườn quốc gia thung lũng Chết, California, Mỹ. Nằm trong một thung lũng giữa các dãy núi Cottonwood và Last Chain trong công viên quốc gia thung lũng Chết, một trong những công viên quốc gia khó tham quan nhất, đường đua là một lòng hồ khô nổi tiếng với những tảng đá chuyển động đến kỳ lạ. Trong nhiều năm, những tảng đá bí ẩn tại thung lũng Chết này đã khiến cho các nhà khoa học phải cảm thấy vô cùng bối rối. Một số nhà nghiên cứu cho rằng lốc cát có thể đã di chuyển các tảng đá nặng nề này, có hòn lên tới 318 kg.
Một số nghiên cứu khác thì tin rằng chính những cơn gió mạnh thường xuyên thổi qua lòng hồ lớn có thể đã khiến cho đá trượt trên mặt đất. Hết giả thuyết này đến giả thuyết khác đều bị bác bỏ và đến nay thế giới khoa học vẫn chưa có một lời giải thích chính xác nhất. Ở vị trí cuối cùng, đó chính là bãi đá Stonehenge, Anh. Nhìn từ trên cao, bãi đá Stonehenge là một quần thể những cột đá lớn xếp thành một vòng tròn. Mỗi cột đá sẽ cao khoảng 4m, rộng khoảng 2m và dày khoảng 1m, nặng khoảng 25 tấn. Trong đó, hai cột đá nặng nhất là khoảng 50 tấn. Trên một số cột đá còn có những tảng đá xếp ngang như xà nhà, tạo thành cổng vòm lớn. Ngày nay, bãi đá cổ Stonehenge là một trong những bí ẩn khảo cổ lớn nhất của nhân loại, thách thức tất cả các nhà khảo cổ học danh tiếng trên thế giới. Bên cạnh việc tìm hiểu và nghiên cứu, làm cách nào mà người cổ đại sống cách đây khoảng 5.000 năm lại có thể dựng nên một khối kiến trúc hoành tráng đến như vậy, người ta cũng đặt ra một số những giả thiết về công dụng của nó. Nghiên cứu về địa chất cho thấy, đá của Stonehenge được lấy từ một nơi cách đó 200 km. Một câu hỏi nữa làm đau đầu các nhà khoa học là làm cách nào mà người ta lại có thể vận chuyển một khối lượng đá lớn với một khối lượng khổng lồ từ một nơi xa lắc xa lư đến như vậy để đặt tại đây? Và tất cả các khớp kép đều vô cùng chính xác trong điều kiện hoàn toàn không có phương tiện trợ giúp nào khác ngoài sức người. Và đây chính là video ngày hôm nay của nhà báo chúng mình. Hy vọng rằng video này đã cung cấp cho các bạn những thông tin thật hữu ích nhé. Và các bạn, nếu như các bạn có ý kiến nào hay ho và muốn cùng với gia đình chúng mình khám phá, hãy nhanh tay comment ý kiến của mình vào phía dưới phần comment nhé. Và cũng đừng quên, hãy dành tặng chúng mình một like, một share và nhấn nút subscribe kênh để ủng hộ cho gia đình nhà mạc nhé. Còn bây giờ thì, xin chào và hẹn gặp lại.